Quý vị thường hỏi với thời gian tại sao Mai Vi giữ được làn da tươi trẻ. Kính thưa quý vị, đó là nhờ Mai Vi dùng kem nghệ của cô Vân thuốc nghệ. Như quý vị cũng biết, củ nghệ rất tốt cho làn da và cô Vân đã phát minh ra tinh chất nghệ trắng để bào chế ra kem nghệ. Quý vị hãy dùng kem nghệ của cô Vân thuốc nghệ, thiên nhiên, hiệu quả, an toàn. Quý vị hãy dùng kem nghệ của cô Vân thuốc nghệ để có được một làn da trẻ trung, săn chắc. Mai Vi xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình phục vụ cộng đồng đến với quý vị hàng tuần trên làn sóng của đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19. Chương trình phục vụ cộng đồng bao gồm những đề tài đem lại lợi ích cho công chúng liên quan đến các vấn đề văn hóa, y tế, xã hội, chính trị, kinh tế, tài chính, tôn giáo, luật pháp, di trú, vân vân. Và ngày hôm nay, kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của anh Jack Trần từ cơ quan An sinh xã hội Social Security Office đến đây để trình bày với chúng ta một số những đề tài mà liên quan đến quyền lợi của người đồng hương chúng ta sống trên đất Mỹ. Mai Vi xin thân mến chào anh Jack Trần. Cảm ơn Mai Vi. Jack Trần thay mặt cho cơ quan An sinh xã hội xin kính chào quý vị. Vâng, thưa với anh, trong cái chương trình kỳ trước mà anh đến đây có nói về làm thế nào để mà xin một cái hồ sơ để có thể được lãnh được tiền bệnh tật, thương tật khi chúng ta đi làm. Thưa anh, ngày hôm nay anh tiếp tục. Trong chương trình kỳ trước á, chúng tôi có chuẩn bị sẵn cho quý vị là những câu hỏi mà cơ quan an sinh xã hội có thể hỏi quý vị. Ừ. Thì quý vị có thể chuẩn bị tinh thần trước là sẽ có những câu hỏi như vậy. Ngoài những câu hỏi đó ra đó, thì quý vị cần phải mang theo một số giấy tờ. Nha, chứ không, quý vị không thể nào đến tay không được. Thì những giấy tờ nào, thưa quý vị? Trước hết những giấy tờ cá nhân. Một số trường hợp chúng tôi cần xem cái giấy khai sinh. Tại vì có nhiều quý vị có những cái ngày sinh nó không đúng. Có nhiều quý vị sang năm 75 hoặc là đi vượt biên, khai tuổi tùm lum, khai tuổi không đúng. Thì nó bây giờ cái hậu quả là nó làm trở ngại hồ sơ. Thì có thể chúng tôi cần xem cái giấy khai sinh của quý vị. Và nếu quý vị nhập tịch á, chúng tôi cần cái bằng quốc tịch của quý vị. Cái naturalization certificate á, quý vị mang cái bằng quốc tịch. Nếu mình chưa có quốc tịch Hoa Kỳ thì quý vị phải mang cái thẻ thường trú nhân. Thẻ xanh á. Và tất cả là phải là bản chính. Nha, quý vị nhớ chuẩn bị những giấy tờ đó. Tình trạng di trú của mình như thế nào, mình mang cái những giấy tờ đó vào cho sở an sinh xã hội xem. Nhá. Ngoài những giấy tờ cá nhân đó thì quý vị cần phải theo một số người họ có đi lính đó, thì chúng tôi cần những giấy tờ của quân đội Hoa Kỳ cấp để mà xác nhận họ giải ngũ lúc nào. Chắc kỳ trước cũng có nhắc quý vị nên mang theo những cái chi tiết dữ kiện tài liệu về bệnh tật của mình, nhất là một số bệnh tật đó. Cái medical term, cái tên y khoa, quý vị không biết đâu. Thì những mấy tôi bị nhức đầu, tôi bị cái này cái nọ. Nhưng mà nếu quý vị hỏi các bác sĩ, ồ cái bệnh của tôi, tên trong y khoa là cái gì vậy? Nhiều cái tên nó rất là khó đọc. Thì nếu mà quý vị có những cái hồ sơ đó, có những cái nốt, có những cái giấy của các bác sĩ cho biết, ồ cái ông này bị bệnh này, bà này bệnh này, thì nó rất là dễ dàng, nhanh chóng cho chúng tôi định bệnh và đưa vào cái hồ sơ cho quý vị. Nhiều khi nó sai sót, nhiều khi cái bệnh mình nó nặng mà mình nói không rõ. Thì chúng tôi đánh vào nó, ông này chỉ là bệnh nhức đầu, đau bụng này nọ, thật sự là mình có những cái bệnh khác. Thành ra trước khi chúng tôi, tại biết lý do mà chúng tôi hỏi như vậy đó là trong vài năm gần đây Social sẽ đi có một cái program là chúng tôi expedite, chúng tôi là ưu tiên hóa những hồ sơ nào có những căn bệnh hiểm nghèo. Tại như maybe trước, maybe hiểu không, trước đây đó, thí dụ là chúng tôi rất là bận, hồ sơ rất là nhiều,
Thông thường một hồ sơ đó phải kéo dài từ 3 tới 6 tháng, 6 tháng mới có quyết định. Mà mình theo first come first serve. Nhiều người có cái bệnh rất hiểm nghèo, chẳng hạn như bệnh ung thư, thời kỳ cuối, nhiều khi chờ chưa có quyết định đã qua đời rồi. Chúng tôi thấy như vậy rất là bất nhẫn, không có đúng. Cho nên chúng tôi thay đổi cái cách làm việc của chúng tôi. Chúng tôi ưu tiên hóa những cái tình trạng bệnh tật của sức khỏe. Nếu mà quý vị cho chúng tôi biết, tôi bị ung thư kỳ thứ 3, kỳ thứ 4, hoặc là tôi bị cái bệnh này, bệnh nọ, thì chúng tôi sẽ ghi nhận và cái tự động chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý vị được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thành ra chúng tôi khẩn thiết quý vị nên chuẩn bị chu đáo bệnh tật mình như thế nào. Không biết đó, thì mang những cái giấy tờ vào cho chúng tôi xem. Mang cái hồ sơ bệnh, mang giấy tờ của bác sĩ nhé. Cứ mang vào cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm. Cảm ơn anh Jack về điều đó. Đôi khi thưa quý vị, nếu mà hồ sơ quá nhiều thì mình mang cũng lỉnh kỉnh lắm. Thì quý vị có thể xin bác sĩ tóm tắt cho mình một cái những cái danh từ y khoa bệnh của mình. Rồi chóng đến rồi họ sẽ xin. Chúng tôi không có cần những cái test results, là kết quả thử máu, kết quả x-ray, những cái đó. Không cần. Tại vì trong chuyên môn á, chúng tôi chỉ cần hỏi cái ý kiến của bác sĩ. Là ví dụ kết quả như thế nào, người bác sĩ cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không cần đọc những cái kết quả đó nha. Rồi ngoài vấn đề những dữ kiện về sức khỏe và y tế, quý vị cần phải mang theo đến trong cuộc phỏng vấn tất cả những giấy tờ nào liên hệ về những cái phúc lợi mà quý vị đã từng nhận. Chẳng hạn nếu quý vị có nhận tiền bệnh của tiểu bang, chúng tôi cần những giấy tờ xác định là quý vị nhận bao nhiêu tiền, nhận từ lúc nào. Chúng tôi hiểu là các tiểu bang hiện giờ không gửi check nữa, họ gửi cái thẻ về, nhưng họ đều gửi cho quý vị một cái bản tường trình, một cái lá thư 2 tuần một lần. Quý vị đừng có vứt đi nhé, giữ cho kỹ, chúng tôi muốn xem. Và như Jack có trình bày trong kỳ trước đây, nếu những quý vị nào mà có nhận tiền bồi thường tai nạn lao động, worker comp, thì chúng tôi cần tất cả mọi giấy tờ liên hệ về cái hồ sơ worker comp của quý vị. Nếu quý vị đang nhận tiền thì chúng tôi muốn xem những cái thư, những cái pay stub của số tiền worker comp quý vị nhận bao nhiêu, nhận bao nhiêu, từ lúc nào, đúng và vậy, bao giờ chấm dứt. Từ lúc đầu tiên cho lúc hiện tại. Tại vì worker comp đó, nó có nhiều giai đoạn. Khi mà mình mới sinh đó, nó là temporary. Sau đó nó đổi qua cái permanent rate. Cái giai tùy theo giai đoạn số tiền quý vị nhận khác nhau. Chúng tôi muốn xem tất cả giấy tờ từ đầu cho tới cuối. Và một số người đó là họ có cái hồ sơ worker comp đã settle rồi. Quý vị đã nhận cái tiền settlement. Settlement là mình nói là cái tiền mà bồi thường một lần mà do ông tòa phán quyết sau khi cái sự thương lượng của hai bên luật sư với nhau, thì họ đồng ý một số tiền bồi thường. Thì lúc đó quý vị sẽ có một cái dữ kiện gọi là compromise and release của cái bản án bồi thường của quý vị đó. Chúng tôi muốn xem cái đó. Tại vì cái hồ sơ đó rất là đầy đủ chi tiết. Họ cho biết là mình bị bệnh nào, cái hồ sơ đó được từng trả cho quý vị bao nhiêu tiền, số tiền bồi thường bao nhiêu, luật sư phí bao nhiêu và những cái khấu trừ gì không. Rất là quan trọng. Tại sao thưa quý vị? Tại vì cái số tiền, maybe số tiền mà Social Security mà sẽ trả cho quý vị đó, nó tùy thuộc vào những cái số tiền của các phúc lợi khác mà quý vị đã từng nhận. Đúng rồi. Nếu quý vị không cho chúng tôi biết hoặc là quý vị thiếu sót không có nộp đó, thì nếu mà Sở An sinh Xã hội có trả tiền cho quý vị, số tiền đó có thể sẽ là không đúng và chúng tôi sẽ có thể đòi quý vị hoàn lại những số tiền quý vị đã nhận mà không có đúng phù hợp với cái tình trạng của quý vị. Thành ra nếu mình có tiền bệnh của tiểu bang, mình có tiền worker comp bồi thường tai nạn lao động, quý vị nên sớm báo cho chúng tôi biết, nộp tất cả những dữ liệu đầy đủ. Thì chúng tôi dĩ nhiên là mọi người biết để làm gì. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ khấu trừ tiền của quý vị, nhưng mà không phải là khấu trừ suốt đời, chỉ có một thời hạn, một thời gian thôi. Thì mỗi người có một hồ sơ khác nhau. Thì nhân viên sẽ giải thích cho quý vị từng mọi trường hợp một. Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị nộp những giấy tờ cho đầy đủ mà thôi. Vì lý do thưa quý vị, chính phủ
thì giống như là một ngân sách mà thôi. Thành ra nếu chúng ta lãnh của bên này, chúng ta lại lãnh bên này nữa, thì cái đó nó không có đúng. Thành ra chính phủ nghĩa là sẽ căn cứ hết những cái mà phúc lợi của quý vị để mà định cái số tiền trả cho quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình phục vụ cộng đồng xin được tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại. Trung tâm Y tế West Coast Wellness and Preventive Care chuyên về các dịch vụ y tế toàn diện như sức khỏe gia đình, vật lý trị liệu, châm cứu và nắn khớp xương. Đến với Trung tâm Y tế West Coast do bác sĩ Đỗ Khải, Internal Medicine điều hành, quý vị sẽ được chăm sóc chu đáo tận tâm. West Coast là trung tâm đầu tiên có chương trình Preventive Care và xét nghiệm DNA 100% do chính phủ bảo trợ cho bệnh nhân Medicare nhằm ngăn ngừa phản ứng phụ của thuốc. 714-893-1222, 893-1222. Mai Vy hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đỗ Khải, chuyên khoa về nội thương các bệnh của người lớn và trẻ em. Tin vui, bệnh nhân vùng San Bernardino Riverside đã có phòng mạch bác sĩ Đỗ Khải tốt nghiệp chuyên khoa Internal Medicine và y khoa tổng quát gia đình, chuyên trị bệnh người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình, bệnh đau nhức kinh niên, phong thấp. Phòng mạch bác sĩ Đỗ Khải phục vụ ân cần, kiên nhẫn, tận tâm, chăm sóc bệnh nhân như người nhà. Nhận Medi-Cal, Medicare, HMO, California, Covered Care và các loại bảo hiểm khác. 909-621-3012, 909-621-3012. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phục vụ cộng đồng trên làn sóng của đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19. Và ngày hôm nay là buổi nói chuyện với anh Jack Trần thuộc Cơ quan An sinh Xã hội Social Security Office. Vâng, thưa anh, tiếp tục câu chuyện thì hồi nãy là những cái thông tin, những tài liệu nào mà chúng ta có mang đến cho Sở An sinh Xã hội để mà xin hồ sơ. Thế thì bây giờ một câu hỏi nữa thưa anh là làm đơn xin trợ cấp an sinh như thế nào? Dạ vâng, cảm ơn Mavi. Thì đại khái quý vị cũng biết là chúng tôi sẽ hỏi những câu hỏi gì. Quý vị cũng đã biết là quý vị cần mang những giấy tờ thủ tục gì rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị rồi, bây giờ làm thế nào để xin đây? Làm thế nào để nộp đơn? Thưa quý vị, cái cách đơn giản nhất, thuận tiện nhất và dễ dàng nhất đó là quý vị nộp đơn trên mạng online nhé. Quý vị có thể ngồi ở nhà thông thả trả lời những câu hỏi. Nếu mà làm chưa xong, mình có thể để đó, tối nay làm tiếp, ngày mai làm tiếp, lấy thêm không, những dữ kiện, chứ không có phải hoàn tất ngay trong cùng một ngày đó. Tại vì trong theo như kinh nghiệm ấy, thì những quý vị nào mà đến phỏng vấn tại văn phòng đó, hầu hết quý vị hồi hộp lắm. Và quý vị còn thiếu này thiếu nọ, quên này quên kia, và trả lời rất là hồi hộp, không có được suôn sẻ mấy, thiếu đủ thứ. Trong khi quý vị ngồi ở nhà trả lời từng câu hỏi, mình có cần chi tiết gì, mình đi tìm, mình đánh vào, nó rất là dễ. Nhưng mà quý vị phải làm trên mạng đó. Nếu mà quý vị có những sai sót nào hay là sợ mình trả lời sai gì đó, quý vị đừng có lo. Chúng tôi sẽ liên lạc và chúng tôi điều chỉnh và bổ sung sao. Quý vị cứ làm trên mạng là cái điều nhanh nhất và tiện lợi nhất. Thì cái mạng lưới Internet của chúng tôi đó là socialsecurity.gov, hoặc là quý vị có thể đánh vào cái chữ ssa.gov cũng rất được. Rất là dễ. Nhá, ssa.gov là quý vị có thể vào cái chỗ mà apply online nhé. Disability. Vâng. Bây giờ nếu mà nhiều người nói tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết sử dụng computer, tôi không có internet, đủ thứ lý do, thì ok, bây giờ làm sao? Thì có hai cái biện pháp khác. Thứ nhất đó là quý vị có thể liên lạc với cái trung tâm mà lấy hẹn của chúng tôi. Cái số điện thoại là Mai Vy cũng có từng cho quý vị rồi, là số 800-772-1213, để mà làm một cái hẹn với cái văn phòng an sinh xã hội tại địa phương.
Sau đó đó là quý vị, nếu nhiều người nói nhưng mà tôi không biết nói tiếng Anh, tôi không muốn gọi, chờ lâu lắm, ok, thì quý vị có thể đến các văn phòng an sinh xã hội địa phương của mình để xin cái hạn. Tại vì một cái hồ sơ để mà làm tiền bệnh đó, maybe, nó rất là phức tạp và lâu. Không phải chỉ trong 5-10 phút đâu, cả tiếng đồng hồ hơn, có nhiều khi hơn một tiếng đồng hồ đó quý vị. Thành ra chúng tôi không thể nào take walk in, là quý vị không thể nào từ ngoài đường bước vào và nói là tôi muốn xin tiền bệnh ngay từ bây giờ. Không thể được, phải có những cái bước chuẩn bị và phải có hạn. Nếu quý vị, chúng tôi phải làm việc theo hạn, tại vì cái hồ sơ nó rất là phức tạp. Thì quý vị không làm trên hạn, không làm trên online được á, thì quý vị cần cái hạn để mà làm tại văn phòng tại địa phương. Vâng, thưa với anh Jack, nhân đây Mai Vy cũng thấy cái kinh nghiệm như thế này. Nếu mà quý vị không thể làm online được, quý vị có thể nhờ con cháu, phải không ạ? Mình nói tiếng Việt, nó sẽ viết, ngồi đó viết những chi tiết ở trên cái mà application, cái đơn đó, thì con cháu mình sẽ hỏi mình, thì mình sẽ nói. Mà nếu không thể được nữa thì quý vị hãy gọi cái số của Sở An sinh Xã hội, đó là 1-800-772-1213 để làm cái hẹn. Tại sao phải có cái hẹn, thưa quý vị? Rất đông quý vị phải get line ở tại Social Security cả nửa ngày, tại vì đông quá mà nhân viên thì chỉ có giới hạn. Thành ra quý vị mất thời gian chờ đợi ở trên đó rất là lâu. Rồi khi mà được vào phỏng vấn là cũng cả tiếng, hơn một tiếng đồng hồ, nhiều khi mình còn thiếu sót nữa. Thành ra quý vị làm cái hẹn thì đúng giờ đó là nhân viên của Social Security sẽ ra gọi tên quý vị, mời quý vị vào. Cái đó rất giản dị thôi. Mình có thể nhờ con cháu làm cái hẹn cho mình. Vâng, vâng. Cái giờ hạn đó là chúng tôi là dành riêng hết cho quý vị. Là quý vị có bất cứ thắc mắc nào, có bất cứ những chi tiết nào, cứ việc cho chúng tôi biết hết nhé. Rồi bây giờ có một cái vấn đề mới là từ trước đến giờ đó là chúng tôi không có nhận đơn xin tiền bệnh qua chương trình SSI Online. Nhưng mà trong vòng vài tháng vừa qua, chúng tôi rất vui đã mà thông báo cho quý vị biết là bắt đầu từ bây giờ trở đi, chúng tôi có nhận đơn xin tiền bệnh qua chương trình SSI online, trên mạng online. Nhưng mà có điều kiện. Không phải là ai cũng có thể làm được. Điều kiện thế nào, thưa quý vị? Thứ nhất đó, người xin tiền trợ cấp SSI online đó, là xin trên internet đó, phải từ 18 tuổi cho tới 65. Có nghĩa là quý vị không thể nào xin tiền già. Tức là những quý vị nào muốn xin SSI mà 65 tuổi trở lên đó, không có làm online được. Chỉ có tiền bệnh là người sinh phải từ 18 cho tới 65. Điều kiện thứ nhì là cái người sinh chưa bao giờ lập gia đình, never marriage. Tại vì SSI là một cái hồ sơ phải nói rất là phức tạp, phải có khả năng chuyên môn rất là nhiều mới điều hành cái đó. Thành ra nếu mà có liên hệ tới vợ chồng hiện tại hay vợ chồng cũ rất là rắc rối. Thành ra người sinh SSI trên mạng phải là chưa bao giờ lập gia đình. Cái điều kiện thứ ba đó là phải không có bị mù. Bệnh gì cũng được, khuyết tật nào cũng được, nhưng không phải là mù. Không có blind. Tại vì những người bị mù đó là qua một cái tình trạng khác, chúng tôi giải quyết một cái cách khác. Với lại anh ạ, mù sao họ làm được? Thì bởi vậy, bởi rõ ràng có người khác làm rồi nhé. Cái điều kiện kế tiếp đó là phải có quốc tịch Hoa Kỳ. Đúng rồi. Phải có quốc tịch, và quý vị đã trình báo, đã thay đổi cái tình trạng di trú với chúng tôi rồi. Chứ không phải có nhiều người vào quốc tịch cả mười mấy hai năm nay, cái bằng quốc tịch cứ cất ở trong tủ mà không bao giờ báo cho ai biết. Trong hồ sơ, trong hồ sơ vẫn là thường trú nhân. Quý vị phải báo thay đổi tình trạng di trú. Nhân đây Mai Vy cũng nhắc đó, là phải báo bằng cách nào, thưa quý vị? Đến Social Security Office để mà họ sẽ thay đổi cái tình trạng di trú của mình trên cái information của cái thẻ Social Security của mình. Cảm ơn Mai Vy. Quý vị nhớ Mai Vy nói nha, rất là đúng. Mình vào quốc tịch, mình phải mang cái bằng quốc tịch đến Social Security phương để thay đổi tình trạng di trú. Xin nhắc lại cái vấn đề rất là quan trọng với quý vị nhé. Nhưng mà không biết, không hiểu nhé. Họ cứ tưởng họ cầm được cái tờ certificate quốc tịch là xong. Không, rồi. Thưa quý vị, chưa xong đâu. Quý vị phải đến Social Security Office. Họ mới đổi trong đó. Hồi trước quý vị có thẻ xanh, cái code nó khác. Mà quý vị thành quốc tịch Mỹ, họ sẽ đổi một cái code khác. Đến khi bất cứ lúc nào mà quý vị cần chứng minh
à, tôi là cô quốc tịch, Social Security Office có thể chứng minh cho quý vị điều đó. Dạ vâng. Ok, bây giờ trở lại vấn đề xin tiền SSI, tiền bệnh SSI online. Online. 18 tới 65 tuổi. Vâng. Chưa bao giờ lập gia đình. Không bị mù. Có quốc tịch Hoa Kỳ và phải đang cư ngụ sinh sống tại một trong 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Quý vị không thể nào đang ở Việt Nam mà lên mạng xin tiền SSI. Không thể được. Quý vị phải đang sống tại một trong 50 tiểu bang và ở Washington DC nhá. Điều kiện kế tiếp đó là từ trước tới giờ quý vị chưa bao giờ xin tiền bệnh. Chưa bao giờ, đây là cái đơn đầu tiên. Cái đơn đầu tiên chưa bao giờ xin qua. Thì quý vị mới làm được nhá. Thì nhớ là lên mạng đó quý vị phải xin vào cái tiền bệnh của Social Security trước. Vâng. Chứ không thể nào lên mạng nói tôi chỉ muốn xin tiền bệnh SSI only. No. Quý vị phải nộp cái đơn Social Security Disability. Xong rồi đó mới qua làm cái hồ sơ xin tiền bệnh của SSIDI. Quý vị nhớ nha. Không lý do thể... anh, lý do. Lý do tại vì chúng tôi muốn bảo đảm là chúng tôi không có sót bất cứ một quý vị nào hết. Vâng. Nên nếu quý vị có thể được hưởng mà quý vị không biết, thành ra chúng tôi không muốn bỏ sót. Thành ra lúc nào chúng tôi có những cái chương trình nào, phúc lợi nào, chúng tôi là muốn cung ứng cho tất cả quý vị, không muốn bỏ sót. Thành ra quý vị đã xin tất cả những gì chúng tôi có, quý vị cứ xin hết. Được hay không được, mình tính sao? Đó, đúng rồi, vâng. Thật sự Mai Vy hỏi là để nhấn mạnh với quý vị như vậy là cơ quan an sinh xã hội không muốn bỏ sót một cái phúc lợi nào mà nếu quý vị được. Thành ra quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi thẳng cho Social Security Office ở số 1-800-772-1213. Hoặc quý vị có những cái câu hỏi gì để cho anh Jack Trần trả lời quý vị. Chừng từng trường hợp của quý vị thì quý vị hãy email cho Mai Vy là ca sĩ Mai Vy 712@yahoo.com. Mai Vy cảm ơn anh Jack Trần rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay. Những xin lời cảm ơn cuối Mai xin mời anh. Dạ, cảm ơn Mai và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi hy vọng đã gửi đến quý vị những cái dữ liệu thông tin hữu ích và xin mong là có cơ hội trở lại tiếp chuyện quý vị trong chương trình kỳ tới. Vâng. Kính thưa quý khán giả, chương trình Phục vụ Cộng đồng đến đây xin tạm ngưng. Mai Vy chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thân mến chúc quý vị và gia đình một tuần lễ được nhiều an vui hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nhà hàng bò bảy món Hồng Ân với gỏi khai vị, bò nhúng nhắm chua ngọt, thịt bò tươi đỏ, chả đùm với bánh phồng tôm hảo hạng, bò nướng vị ướp xả thơm phức trên lò nướng tại bàn, bò cuốn lá lốt xanh, bò quýt mỡ chay và cháo bò mãn vị. Đặc biệt có cá nướng da giòn thơm vàng, ăn kèm với đủ loại rau và mắm nêm hoặc nước mắm tỏi chanh pha sẵn hợp với khẩu vị của thực khách. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới và hội đoàn, tọa lạc ở Westminster và góc đường Brookhurst. Kế bên McDonald's, 714-534-5384, 714-534-5385. Trường dạy kèm dạy hè và luyện thi SAT Excelsior Academy tại thành phố Fountain Valley với diện tích 7.000 square feet để đón chào các em từ lớp 2 đến 12, đảm dạy Reading, Writing, Toán, Lý, Hóa, Spanish và Personal Statement do các thầy cô có bằng cấp Teaching Credential. Lớp hè có nhiều sinh hoạt như Spelling Bee, thi toán, thi tranh luận và khoa học mổ xẻ những sinh vật. Học sinh theo học tại trường Excelsior Academy học rất giỏi trong năm, 714-841-4800.